Chào các bạn. Tiếp theo trong phần lập trình hướng đối tượng thì chúng ta sẽ có bài tập về màn hình các đối tượng hình học. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai hình, đó là hình chữ nhật và hình tròn. Chúng ta sẽ có các cái thông tin liên quan đến những cái hình tương ứng và chúng ta sẽ đi tính diện tích và chu vi của các cái hình. Thì trước đây chúng ta đã có bài tập này rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó thành những cái lớp đối tượng để chúng ta thực hiện. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích yêu cầu của đề bài. Ở phần thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập vào hai cạnh của hình chữ nhật hoặc là bán kính của hình tròn. Khi xử lý thì chúng ta sẽ đi xây dựng và sử dụng lại các cái lớp. Sử dụng các cái lớp hình chữ nhật và hình tròn mà chúng ta đã xây dựng để chúng ta tính diện tích và chu vi. Sau đó chúng ta xuất dữ liệu diện tích và chu vi ra màn hình. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Trước tiên chúng ta đi tạo lớp hình chữ nhật. Thì cấu trúc của lớp này thì chúng ta thấy public class hình chữ nhật. Bên trong sẽ là các thành phần như là biến thành viên, các cái thuộc tính, các hàm khởi tạo và các cái phương thức tính toán. Tương tự hình tròn cũng vậy, chúng ta sẽ đi xây dựng đầy đủ các cái thành phần. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi vào phần bài giải. Trước tiên sẽ là lớp hình chữ nhật. Thì các bạn thấy chúng ta có các cái thành phần, các bạn nên tạo những cái region cho nó. Khi nói đến hình chữ nhật thì chúng ta nghĩ ngay đến thông tin liên quan đến hình chữ nhật, đó là chiều dài và chiều rộng. Do đó ta có các cái biến thành viên là m chiều dài và m chiều rộng. Từ hai cái biến thành viên này chúng ta đi xây dựng hai cái thuộc tính liên quan, đó là chiều dài và chiều rộng. Sau khi có được thuộc tính rồi thì chúng ta đi khởi tạo. Để khởi tạo một hình chữ nhật thì chúng ta sẽ cung cấp hai thông tin, đó là dài và rộng. Sau đó chúng ta gán cho các biến thành viên bằng với các giá trị truyền vào này. Còn đối với phương thức tính toán thì chúng ta có phương thức tính chu vi và diện tích. Thì chu vi chúng ta sẽ trả về cái giá trị là dài cộng rộng nhân 2. Còn diện tích thì chúng ta sẽ có là chiều dài nhân với chiều rộng. Thì đó là các cái xử lý bên trong cái lớp hình chữ nhật. Còn đối với lớp hình tròn thì các bạn lưu ý, khi nhắc đến hình tròn thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thông tin lưu trữ là bán kính. Do đó biến thành viên chúng ta có là m bán kính. Và một thành phần không thể thiếu đó là pi. Đây là một hằng số cho nên là các bạn khai báo public count ngay bên trên. Và chúng ta định nghĩa ra cái giá trị của pi. Thì các bạn có thể lấy ngắn gọn pi là 3.14 cũng được. Sau đó chúng ta có thuộc tính bán kính liên quan đến biến thành viên m bán kính. Để khởi tạo một cái hình tròn thì chúng ta cung cấp cái bán kính và chúng ta gán vào cho biến thành viên. Tương tự như hình chữ nhật thì ta có hai phương thức tính chu vi và diện tích cho hình tròn. Thì với chu vi thì ta có công thức là 2 pi nhân với bán kính. Còn diện tích thì ta có là pi nhân với bán kính bình phương. Như vậy là ta vừa xây dựng xong hai cái lớp là hình chữ nhật và hình tròn. Sau khi đã có lớp rồi thì chúng ta bắt đầu đi sử dụng cái lớp đó như thế nào. Thì các bạn có, đây là cái màn hình đã được xây dựng sẵn. Thì với những cái nút thì các bạn thấy ở trên nó có những cái tiêu đề giống nhau. Tuy nhiên trong khu vực của hình chữ nhật thì các bạn nên đặt cái tên tương ứng như là tính diện tích hình chữ nhật, hay là tính diện tích, hay là chu vi của hình chữ nhật. Còn nút tiếp tục thì ta sẽ có nút tiếp tục của hình chữ nhật. Tương tự cho hình tròn thì các bạn nên gán những cái tên tương ứng để chúng ta khỏi phải nhầm lẫn. Sau đây chúng ta đi xử lý cho cái nút tính diện tích hình chữ nhật.
và chu vi của hình chữ nhật. Đầu tiên các bạn khai báo các biến như là cạnh 1, cạnh 2, sau đó ta gán giá trị. Sau khi có hai cạnh rồi, ta bắt đầu đi khởi tạo một hình chữ nhật. Thì các bạn thấy ta dùng phương thức new và chúng ta truyền vào hai cạnh. Sau khi có được hình chữ nhật xong rồi thì ta bắt đầu xuất kết quả ra test box bằng cách ta dùng phương thức tính diện tích và chu vi. Sau đó ta xuất ra những cái ô tương ứng trên màn hình. Còn với nút hình tròn thì ta có là nút tính diện tích và chu vi. Đầu tiên các bạn khai báo bán kính, rồi chúng ta khởi tạo một cái hình tròn dùng phương thức new khi khai báo và ta sẽ truyền vào bán kính. Kế tiếp chúng ta xuất kết quả thì các bạn dùng phương thức tính diện tích và chu vi để xuất ra những ô tương ứng. Sau đây chúng ta đi chạy chương trình. Ví dụ cạnh 1 ta có 20, cạnh 2 là 30. Ta tính thì diện tích là dài cộng rộng nhân 2. Xin lỗi, chu vi sẽ là dài cộng rộng nhân 2, còn diện tích thì là dài nhân rộng. Còn ở hình tròn, ví dụ chúng ta có bán kính là 50 thì chúng ta có diện tích là pi r bình phương, còn chu vi là 2 pi r như thế này. Như vậy là chúng ta vừa xây dựng xong các cái lớp hình chữ nhật và hình tròn để giải quyết bài tập này. Thì ở đây các bạn cần chú ý cái cách mà chúng ta xây dựng một cái lớp, lưu trữ thông tin của một lớp để xác định được biến thành viên, sau đó chúng ta để xây dựng lên các cái thuộc tính. Rồi dựa trên những thành phần đó chúng ta đi xử lý tính toán và trả về giá trị. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.